Chiều ngày 1 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Jennie Blackpink đã có mặt tại show diễn Chanel Paris Fashion Week Autumn Winter SS25 với tư cách đại sứ toàn cầu của thương hiệu. Tại đây, nữ idol gây bất ngờ với mái tóc màu bạch kim được ép thẳng. Đây là một trong những lần hiếm hoi người hâm mộ được thấy Jennie để tóc sáng màu. Trong khi một số người hâm mộ còn đang xôn xao cô nàng hẳn đã tẩy tóc, thì Jennie đã xác nhận rằng đây thật ra chỉ là mái tóc giả. Cô nàng hài hước khi trò chuyện cùng Margaret Qualley, đây là một bộ tóc giả xịn đấy. Quả thật, dù là tóc giả nhưng trông Jennie là rất tự nhiên, phù hợp và nổi bật. Trong những lần diện tóc nhuộm sáng màu trước, Jennie từng bị nhận xét kém sắc hơn. Trái lại, trong lần xuất hiện này, cô nàng chọn lối trang điểm đậm giúp gương mặt không bị chìm vì màu tóc. Bên cạnh những lời khen ngợi màu tóc mới, cũng có những ý kiến cho rằng tóc đen hợp với Jennie hơn. Song khán giả đánh giá cao sự biến hóa, chịu khó thay đổi, thử sức các phong cách mới của giọng ca You and Me mỗi lần xuất hiện. Trên mạng xã hội Twitter, hashtag Jennie is Chanel SS25 leo lên top 2 xu hướng toàn cầu. Từ khóa Jennie for Chanel cũng đứng top 4. Trang phục cũng là điểm nhấn nổi bật cho diện mạo của Jennie. Cô chọn mẫu áo len ôm sát cùng quần ngắn mang gam màu xanh nổi bật, phối cùng giày cao gót bít mũi giúp hắt chiều cao. Nữ idol còn diện thêm phụ kiện dây chuyền ngọc trai, tạo thêm điểm nhấn cho tổng thể trang phục. Mặc dù Jennie ghi điểm với vẻ ngoài bén đứt tay và thần thái đỉnh cao, nhưng không phải tất cả đều cảm thấy hài lòng với bộ trang phục cô chọn. Chiếc quần short siêu ngắn của Jennie nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Một số cư dân mạng tỏ ra không hài lòng về độ ngắn của chiếc quần, khiến nữ idol phải thường xuyên chỉnh lại trang phục để tránh hớ hên trước ống kính. Một bộ phận thậm chí còn liên tưởng chiếc quần với đồ nội y, từ đó gây ra nhiều phản hồi tiêu cực. Sự xuất hiện của Jennie tại Paris Fashion Week không chỉ thu hút sự chú ý của truyền thông, mà còn tạo ra một làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Dù trang phục của nữ idol có gây ra nhiều tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận rằng Jennie đã thành công trong việc thể hiện tinh thần đột phá và sự sáng tạo của thương hiệu Chanel. Với phong cách thời trang táo bạo và thần thái đỉnh cao, Jennie một lần nữa khẳng định vị thế của bản thân trong làng thời trang quốc tế. Cũng trong ngày 1 tháng 10, Jennie còn tạo ra bất ngờ cho người hâm mộ khi tung thông tin chính thức cho màn comeback solo của mình. Nữ rapper nhóm Blackpink sẽ trở lại đường đua âm nhạc vào ngày 11 tháng 10 sắp tới với địa đơn Manta. Trong đoạn teaser dài 18 giây, Jennie đã hé lộ một đoạn của ca khúc mới. Chỉ với vài câu hát, nhiều khán giả đã đặt kỳ vọng Manta sẽ là bản hit chiếm lĩnh các bảng xếp hạng trong thời gian tới. Qua những hình ảnh nhá hàng với mái tóc hồng, tông make-up mang đậm hơi hướng US-UK giúp tạo hình của cô cho lần trở lại được khen nóng bỏng mới lạ. Đông đảo fan mong đợi sẽ được nhìn thấy Jennie với hình tượng sang chảnh, quyến rũ đặc trưng của cô nàng. Manta là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Jennie sau khi thành lập công ty quản lý riêng, chấm dứt hợp đồng cá nhân với YG Entertainment. Trước đó, thành viên Lisa đã có những thay đổi lớn trong phong cách âm nhạc với hai sản phẩm Rockstar và New Woman. Ca khúc Manta hứa hẹn sẽ thể hiện rõ màu sắc cá tính riêng của Jennie và khác biệt so với dòng nhạc do đội ngũ YG sản xuất. Dù đã tách ra hoạt động solo, nhưng Jennie vẫn sẽ đồng hành cùng các thành viên Blackpink trong dự án comeback và chuyến lưu diễn thế giới mới vào năm 2025. Fan đang không khỏi mong đợi sản phẩm mới của Jennie lẫn những hoạt động tiếp theo cùng Blackpink.